Lan Ngọc tặng ba mẹ biệt thự mới, rộng 200m², không gian bạc tỷ Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những mỹ nhân bi tài sắc vẹn toàn và có sự nghiệp thành công. Ở tuổi 32, nữ diễn viên đã sở hữu khối tài sản khủng. Gần đây, còn tậu thêm biệt thự mới để tặng ba mẹ. Cơ ngơi mới của Lan Ngọc có không gian sang trọng, hiện đại và đang trong quá trình xây dựng. Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc đã khoe khối cảnh tổng thể căn biệt thự mới của mình. Có thể thấy, nhà mới của nữ diễn viên có hai mặt tiền đắc địa và rộng rãi. Đây là căn villa gồm một trệt, hai lầu và một sân thượng, xen kẽ là những cây xanh mát mẻ. Đến nay, kiến trúc sư thiết kế đã hé lộ thêm một số hình ảnh không gian bên trong biệt thự của Ninh Dương Lan Ngọc. Chia sẻ với Vietnamnet, kiến trúc sư cho biết cơ ngơi mới của nữ diễn viên nằm trên khu đất rộng 200m². Bên trong nhà sẽ có 5 phòng ngủ và đầy đủ không gian sinh hoạt khác như phòng khách, phòng bếp. Xung quanh biệt thự là khu sân vườn và hồ nước. Gia đình Ninh Dương Lan Ngọc còn yêu cầu không gian trong biệt thự phải hiện đại, tiện nghi, gần gũi với thiên nhiên và có sự kết nối giữa con người với cảnh vật xung quanh. Bởi đây là cơ ngơi mà nữ diễn viên dành tặng cho ba mẹ và cũng là nơi cô trở về thăm gia đình, nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần. Được biết, biệt thự mới của Ninh Dương Lan Ngọc nằm trong khu dân cư cao cấp, yên tĩnh. Nhà sẽ được xây dựng trong khoảng 8 tháng. Tuy không tiết lộ cụ thể giá trị nhưng khán giả dự đoán được căn biệt thự này chắc hẳn phải khá đắt đỏ và có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Khán giả được dịp trầm trồ khi ngắm nhìn không gian bên trong căn biệt thự mới của Ninh Dương Lan Ngọc. Dù đây chỉ mới là bản vẽ nhưng cũng đủ cho thấy độ hiện đại, sang trọng của căn nhà. Chắc hẳn khi hoàn thành, biệt thự này sẽ càng hoành tráng hơn nữa. Cùng cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn nhất về chuyện sao Việt tại TV News nhé!